Một trái tim mềm mại. Một dáng vẻ mềm mại. Một cái tắt nhẹ nhàng. Lời nói nhẹ nhàng mang lại hạnh phúc cho người khác. Hầu hết các gia đình người Hoa chúng ta thường hay nói ra những lời lẽ tạo tổn thương cho những người mà mình thân yêu nhất. Đều là như vậy, đặc biệt là các bà mẹ. Khi một người phụ nữ trở thành người mẹ, cô ấy nói chuyện với các con giống như là người thợ săn nói với một con sói vậy. Khi một người vợ trở thành một người mẹ, chồng của cô ấy sẽ trở thành con trai hoặc trở thành tội phạm. Anh có ăn cơm không hả? Đây là câu hỏi mang ý tốt. Nhưng khi người vợ nói như vậy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bị lang nhục. Người chồng sẽ không biết là mình có nên làm hay không? Lời lẽ như vậy sẽ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Những thói quen đó cần phải thay đổi khi thế giới tinh thần của quý vị bắt đầu trở nên từ bi cùng với một yếu tố quan trọng khác được thể hiện bằng hai chữ mềm mại kết hợp lại với nhau sẽ là từ bi mềm mại đó chính là một trái tim mềm mại một dáng vẻ mềm mại một giọng điệu dịu êm một lời nói nhẹ nhàng một ánh mắt dịu dàng và một cái tắt nhẹ nhàng. Không biết là người miền Nam Trung Quốc nói thế nào, còn người miền Bắc hay nói là con có ăn không hả, không ăn mẹ đánh chết bây giờ. Nhiều bà mẹ có thể đánh chết con mình nhiều lần trong một ngày, vì vậy có thể sống dưới tay mẹ đến 18 tuổi thật không dễ dàng chút nào, các con đã chết vô số lần rồi. Tôi thấy cách ăn nói như vậy khá là thú vị, nhưng nó thiếu tính nghệ thuật, thiếu sự hài hước và thiếu sự vui vẻ. Nếu cấp trên mà đối xử với cấp dưới theo cách này và nếu cha mẹ cũng làm như vậy với con cái, sẽ mất đi rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Một khi điều này trở thành thói quen, những khi mọi người ăn nói nhẹ nhàng với nhau thì lại coi là không bình thường. Thân làm tiền bối, làm cha mẹ. Làm ông bà chủ hoặc là làm quan chức lãnh đạo, chúng ta nên cố gắng nói năng nhẹ nhàng và ấm áp hơn nữa. Mặc dù đã biết rằng là người thân trong gia đình thì không cần phải quá khách sáo, nhưng tôi cho rằng nó cũng giống như nấu ăn vậy, vẫn cần phải có một số phương pháp, đúng không? Biết vận dụng những phương pháp thích hợp. Nó có thể biến những món ăn tầm thường trở thành những món ăn ngon, ngược lại, nếu dùng sai phương pháp sẽ khiến chúng ta khó có thể nuốt nổi vì vậy những phương pháp phù hợp sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người đồng thời cũng sẽ khiến cho người ta khó quên và biết trân trọng